Cảm ơn cậy hôm em tám con, em tám con của chú Bảy Trình đã trợ duyên cho cái áo quan này. Em Lê Nguyễn đứng ra để vận động cho cái đám này của chị Tạ Minh, của cô Tạ Minh Chi. Tạ Minh Chi, 70 tuổi ở phường 3. Cảm ơn em nhiều nha tám. Đây bé Hoàng, bao hoàng để giúp gieo duyên cho nuôi trong bệnh viện rồi luôn á, đi đồng nuôi luôn. Có bà con không Hoàng? Không, bạn. Bạn hả? Đi lần cuối nha. Ở đây đưa người đẹp vô. Vô nhà mới. Vậy là bữa nay kể từ bữa nay là Hoàng thất nghiệp luôn hả? Bữa nay là Hoàng thất nghiệp rồi. Chị ba ra đi không nói lời từ biệt chị ba ơi. Ủa vậy chứ hả? Có rước từ bệnh viện về có mấy tiếng đồng hồ sao? Trí Nguyễn rước về đó. Chỉ có viết gì chút lại chị không? Có. Cho ba không có chồng. Ba không có gì chút chồng bả gì hết trơn.